Tổng thống Đức viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ, tin từ Ankara. Tổng thống Đức, ông John Kim Gop, đang viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian 3 ngày, và trong sáng hôm nay, ông đã được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Abdullah Gül, chào đón với nghi lễ quốc khách. Tổng thống Đức đi đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng với người partner, bà Daniela Schad, cũng sẽ gặp Thủ tướng Tayyip Erdogan nhằm để thắt chặt thêm mối quan hệ giữa hai nước. Và theo dự kiến, ông sẽ tham dự lễ khánh thành trường đại học Đức và Thổ Nhĩ Kỳ ở Istanbul.